어땠어요? 안 탈 차나요? 가만히 생각해보니까 제가 개인 여행으로는 베트남을 제일 많이 왔었던 것 같아요. 왜 까면 또 이제 이런 베트남 어떻게 유럽 뉴욕에 싸워? 사실 다낭에 친한 친구들이 좀 살거든요. 아니 왜 막 더구 또 러 다낭 아? 어 다낭? 그래서 다낭을 자주 왔었는데 일단 내가 베트남을 정말 사랑하고 있었구나 오늘 또 한번 느끼는 것 같아요. 오늘도 감탄이라 또 러 유 베트남아. 이제 오랜만에 왔다고 또 오랜만에 오진 않고 매년 와야겠죠. 라우 람라 좀 더 오면 된다. 뚜인지라 좀 뜬라이나 좀 다시 된 통수인. 다음 스페셜을 위해 베트남에 또 오겠죠. 랑사라 짝짱파 좀 더서 된 베트남 도모마. 이제 조금씩만 기다려 주세요. 짱라 까방 저 태모 쭉토야. 사랑합니다. 베트남 까방. I love you. 오늘 너무 즐거웠고 진짜 너무 감동했습니다 여러분. 오늘 이렇게 vui và rất là cảm động ạ. 여러분도 좋았나요? Các bạn có vui không ạ? 저희는 빨리 끝내고 쌀국수를 먹으러 갈 겁니다. Chúng tôi sẽ xong sớm và sẽ đi ăn phở ạ. 네, 저희가 이제 슈퍼쇼 외에도 뭐 행사를 통해서든 팬미팅을 하든 여러분들 자주 만날 거니까 우리 그때 또 만나요. Ngoài cái Supershow này thì chúng ta có thể là sẽ gặp nhau ở fan meeting hoặc là những cái sự kiện khác. 오늘 즐거웠어요? 오늘 까만도 vui không ạ? 정말 즐거웠어요? Vui thật sự không ạ? 아 진짜 오늘 멤버들끼리도
무대에서 이렇게 공연을 춤을 추고 노래를 하면서 계속 눈 마주치면서 웃었던 것 같아요. Hôm nay thì các thành viên trong nhóm thì ai cũng là vừa hát vừa nhảy vừa nhìn nhau thì rất là vui ạ. 아, 여러분들 덕분에 너무 이 세 시간이 너무 행복했던 것 같습니다. 아, tôi nghĩ là 3 tiếng vừa rồi thì chúng tôi rất là vui là nhờ các bạn ạ. 저희가 여러분들을 항상 행복하게 만들어야 되는데 만들어드려야 되는데 항상 저희가 더 행복하게 되는 것 같아서 그리고 저희를 더 행복하게 만들어주는 것 같아서 너무 감사합니다. 아, tôi rất là cảm ơn. Lẽ ra thì chúng tôi phải làm cho các bạn hạnh phúc hơn. Tuy nhiên thì lần nào thì các bạn cũng làm cho chúng tôi hạnh phúc hơn là tôi rất là cảm ơn ạ. 네, 정말 매년 여러분들을 여러분들 곁에 다시 오겠다는 걸 약속드리겠습니다. 아, tôi xin hứa là sẽ đến bên các bạn mỗi năm ạ. 네, 오늘처럼 여러분들 꼭 많이 와주셔야 돼요. 네, 알겠죠? Nhưng mà các bạn nhớ là phải đến đông như hôm nay á. 약속. 뭐야? 네. 복사. Copy bass, copy là bass. 네, 나중에 또 만나요. Lần sau mình gặp nữa. 그래서 백수. 네, 오늘 힘들었어요. 오늘 즐거웠어요? 오늘 các bạn vui không ạ? 나보다 더 즐거웠어요? 장담할 수 있어요? 네. 짱짱하마. 네. 제 기분 어땠을 것 같아요? 중도가 반가요. 중도 감탄이 되나요? 제 기분은 음악으로 보여드리겠습니다. 중도 신체 힘기 등통 중도 반가요. 너무 멋있다, 예성이요. 예성, 아, 히어로. 히어로. 아, 여러분들 최시원입니다. 나 최시원. 오늘 공연 재밌으셨어요? 아, 우리 이거 봐. 사실 저희 슈퍼주니어가 정말 생각할 겨를도 없이 계속 쭉 달려왔습니다. Thật ra thì nhóm Super Junior của chúng tôi thì chúng tôi là luôn theo đuổi con đường của mình cho đến nay mà không suy nghĩ gì nhiều cả. 그래서 가끔은 너무 감사하기도 하지만 이런 모든 게 어떻게 보면 굉장히 익숙해져 있었던 것 같아요. Dĩ nhiên là trong tất cả các việc thì chúng tôi cảm thấy rất là biết ơn. Tuy nhiên thì chúng tôi cảm thấy quen thuộc về điều này. 그런데 오늘 여러분들이 10년을 기다렸다고 하시는데 và các bạn cũng nói là các bạn đã chờ 10 năm rồi. 아, 정말 생각이 많아지더라고요. Cho nên là chúng tôi cũng suy nghĩ nhiều lắm ạ. 한없이 작아지고 정말 너무 감사하게 됐습니다. Và chúng tôi cảm thấy rất là biết ơn các bạn ạ. 네, 그리고 정말 오늘 보면서 또 여러 가지를 느꼈는데요. Hôm nay nhìn các bạn thì tôi cảm thấy rất là nhiều điều. 아, 진짜 이제는 우리가 여러분들 곁에 늘 있어드려야겠구나라는 생각을 많이 했습니다. Và chúng tôi nghĩ là chúng tôi sẽ luôn luôn phải ở bên cạnh các bạn. 아, 그리고 오늘 또 보고 하나 느낀 점이 있었어요. Và tôi có cảm nhận thêm một điều nữa.
많은 아, 뭐 지금도 물론 베트남 굉장히 강대국이지만 dĩ nhiên là hiện nay là Việt Nam là một nước mạnh. 또 많은 경제학자들은 20년 뒤에 tuy nhiên là các nhà kinh tế thế giới thì có nói là khoảng 20 năm nữa. 베트남이 세계 최고 강대국이 될 거라고 얘기를 하고 있습니다. sẽ trở thành một cường quốc mạnh nhất ở trên thế giới. 그런데 여러분들의 열정을 보니까 그 비전을 보니까 10년, 20년이 아니라 내년이면 바로 가능할 것 같습니다. 다음번에 저희가 올 때까지 여러분들 항상 건강하시고요. 곧 바로 돌아올 테니까 그때까지 조금만 기다려주세요. Các bạn chờ thêm một chút thôi à, chúng tôi sẽ quay lại ngay. I love you all. I love you. And Jesus loves you so much. Thank you, Ho Chi Minh. Thank you, Vietnam. 감사합니다. 한국말 좀 할게요. 한국 사람이거든요. 노력했어. 아 진짜 자주 베트남에 못 오니까 팬들이 이렇게 많은 줄은 몰랐었거든요. 아, tại vì tôi không có thường xuyên đến Việt Nam nên là không biết là các bạn fan nhiều như vậy ạ. 근데 이제 이렇게 많은 걸 알게 됐기 때문에 울 수밖에 없어요. Tại vì là tôi bây giờ tôi biết được nhiều điều nên là tôi cảm thấy là vui và cười ạ. 그렇죠? Đúng không ạ? 올 때마다 이렇게 응원해 주실 거죠? Mỗi lần mà chúng tôi đến các bạn ủng hộ như vậy đúng không ạ? 나이 들어서까지 같이 사랑해 줄 거죠? Yeah, mình sẽ sống với nhau trọn đời đúng không ạ? 우리는 슈퍼주니어예요. 사랑해 주실 건가요? Đến lúc mà tôi già như vậy luôn á. 다시 베트남으로 가겠습니다. 아, 또 나 띵띵 띵 봐. 쪽 깍반 괴만 맨 크이 종 따 깝 냐우 럼 싸우 종 따 꼼 야 네. 좀 더 공개하네. 좀 더 공개하네. 또이 유 까빠. 또 사주셨어요. 까빠 회사와. 아 진짜 여러분 슈퍼주니어 인기 진짜 많네요. 슈퍼주니어 노팅 말다. 아 정말 우리 베트남 엘프 여러분 너무 너무 고맙습니다.
고맙고 사랑하고요. 아, chúng tôi rất là cảm ơn cũng như là rất là yêu các bạn F của Việt Nam ạ. 우리 저기 저 끝에 객석에 계신 분들도 즐거우셨어요? Các bạn mà ngồi ở cuối tú đằng sau có vui không ạ? 이쪽 객석 저 끝에 bên, 계신 분들. Phía bên này có vui không ạ? 저 뒤에 우리 객석에 계신 분들. Phía sau cũng vui đúng không ạ? 우리 그라운드에 계신 우리. Bên đây cũng vui đúng không ạ? 저 병원에서도 열심히 보고 있는 것 같죠. 어머니 bệnh viện chắc cô là cũng xem chăm chỉ lắm đúng không? 네, 호스피탈. 아픈 분 없죠? Chắc là không có ai bệnh gì đúng không ạ? 아 그리고 진짜 제가 베트남 올 때마다 항상 느끼는 게 mỗi lần tôi đến từ Việt Nam thì tôi đều cảm nhận điều này. 여기 그 오토바이를 되게 많이 타시잖아요. 아, 그 베트남은 đi xe máy nhiều 아. 여러분도 다 타시죠? Các bạn cũng đi giỏi lắm đúng không? 조심해서 타셨으면 좋겠어요. Các bạn nhớ cẩn thận nha. 어, 엄청 위험해 보여가지고. Tại vì nhìn có vẻ nguy hiểm 아. 절대 다치면 안 돼요, 여러분. Cho nên là mình không có để không có bị thương 아. 여기는 여기만의 문제 있어서 절대 사고가 안 나요. 어, mình ở đây thôi chắc là không có bị tai nạn gì đâu ạ. 아, best driver. 네. 아, 베트남에 굉장히 오랜만에 와서 어, 죄송하기도 하고 너무 행복하기도 했어요. 아, chúng tôi rất là lắm tiếc tại vì lâu lắm rồi mới đến Việt Nam. Tuy nhiên là chúng tôi cũng cảm thấy rất là hạnh phúc ạ. 어, 그래서 저희 또 슈퍼주니어 DNA가 올해 팬미팅 투어를 하는데 베트남에 올까요? 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 정말 좋은 기억만 안고 돌아갈 수 있어서 너무 감사드리고요. Chúng tôi rất là biết ơn các bạn vì chúng tôi đã có một cái ký ức rất là đẹp ở đây trước khi về ạ. 우리 빨리 또 만나길 바라겠습니다. Và chúng tôi cũng hy vọng là sẽ gặp lại các bạn sớm. Việt Nam, I love you. Tại sao mà người Việt Nam lại yêu Super Junior ạ? 그분들은 이렇게 얘기했다고 합니다. Các người đó, những người đó nói là 아직 시작에 불과하다. Chỉ là mới bắt đầu thôi. 10년, 20년 후에 더 큰 사랑을 받을 것이다. 10년, 20년 nữa chắc chắn là chúng tôi sẽ được yêu mến hơn nữa. 네. 하지만 그들의 열정이라면 Nhưng mà chắc chắn là chúng tôi sẽ 내년에 더 큰 사랑을 받을 것이다. Năm sau là chúng tôi sẽ được yêu nhiều hơn đúng không ạ? 제가 올해 그 DNA 팬미팅 투어 하잖아요. 아, 한마디 6도 늘람 팬미팅 투어. 저도 팬미팅 투어를 이제 하고 싶네요. 아, 또 공부하고 한 팬미팅 투어. 아, 저기 LSS로 하시죠, LSS. 여기를 올까요, 말까요? 먼저 됐나요, 마? 곧 오겠습니다. 잠깐만, 세련섬아. 자, 여러분들. 저희가 한국에서 여러분들이 보내주신 영상들, 팬레터들 다 만나고 있으니까 그렇게 12년을 버텼잖아요. 어, Hàn Quốc thì chúng tôi đã nhận được mấy cái video cũng như là mấy cái thư của các bạn đó ạ. 비록 지금 여러분들 나이가 들었지만 bây giờ là các bạn cũng hơi có tuổi chút rồi. 나도 나이가 들었지만 tôi cũng vậy. 우리 건강하게 10년, 20년, 30년 계속 만나요. 아시겠죠? Nhưng mà cứ 10, 20 năm sau nữa thì chúng ta cũng gặp nhau nữa đúng không ạ? 베트남 F 사랑한다. 저희 팬 사랑합니다. 자, 은혁 씨. 네. 오늘 벌써 마지막 곡 들려드릴 시간입니다. 아, bây giờ là đến cái ca khúc cuối cùng ạ. 네. 어떤 노래죠? 여러분과 저희의 이 행복한 마음을 이 행복한 시간을 잘 마무리하는 노래를 들려드리겠습니다.
chúng tôi xin gửi tặng các bạn một bài hát mà biểu hiện được cái hạnh phúc của chúng ta ngày hôm nay. 행복, let's go. Okay. Thank you.